Đây là hành trình buổi sáng anh em mình đi thăm bẫy. Ồ, con chuột cơm. Dẫn được ba con anh Kẹo. Có cống giùm không? Cơm hả? Ba ăn cơm không ạ? Chú Văn, chú Văn một con cơm nữa. Còn nguyên luôn. Để nó no. Trời ơi, vậy có một con à. Tiếp tục, tiếp tục. Có con cống cống cầu à. Cống này cống gì? Cống sông cui. Cống sông cui hay là ô ôi 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 Kiệm hay quá Kiệm, cái nào Kiệm chắc Kiệm lấy bẫy mình nữa, Kẹo lấy bẫy mình hay gì vậy? Em dính vô không đâu á. Sao cái này sao kẹ em cơm. Chất lượng luôn. Dạ. Quá gì mình em ơi. Dạ ơi, Kẹo nữa. Đây là ba cái ba con ha. Kẹo là thầy chuột cơm ha. Muốn ai ăn chuột cơm là liên hệ với Kẹo à. Nè, đây là thành viên nè. Đó. Kẹo Kẹo nghe. Chuyên gia săn bắt chuột cơm. Em quá mập. Qua đó đó. Rồi con cay. Rồi bắt con còn biết còn con nào nữa. Còn con nữa rồi ha. Có cái hàng nữa. Hôm chỗ này bắt con vậy bự lắm, không biết còn con nào nữa không.
coi lại đây đó, nó có trả lại không kẹo. Có tha lại không? Mắc luôn hả? Chỗ này dính có con bị mắc bẫy luôn rồi. Ôi, con luôn kìa. Đâu? Còn cái đây thăm với kẹo. Không nhận kẹo hay thì cái bộ gài toàn chuột gài gài mới gắn không mấy bạn ơi. Vừa gầy mới gắn không à. Đó là vừa luôn. Một em cơm. Mới sáng sớm quá à, còn không trời. Trời ơi, chuột cơm nó thả nguyên ổ luôn. Đập ngay đây khoai mì không. Ừ. Lúc quá trời khoai mì. Ừ. Đồng rồi ngon. Ừ. Bằng ra hai nước nha. Rúp sa tế nướng nhâm nhi là quên lối về luôn. Thà nãy giờ dính chuột cơm chắc cũng bọn thôi chú Văn. Nước tối giờ phải bắt chuột cơm luôn. Ừ. Cơm dày mỗi cái mỗi dính đó. Ừ, nó dạng hơn là không nhum. Giống như vậy đó. Ở đớm, ở đớm. Ở trong đó dạy phim hả? Để chuột hay dạ? Chuột. Hả? Chỉ ông nè, ta chịu ông trong gài cái chỗ gần dính nước ở chỗ ruộng á. Vậy hả? Nãy có gài rồi. Dạ, ừ. Dính không? Con ai con? Chỗ bồn nước Bình An nè. Tôi thấy nó chạy qua chạy lại con chà bá nữa. Vậy à? Vậy dính rồi, dính rồi mà. Nãy hai con gì á, chỗ đó dính hai con gì á. Rồi. Rồi. Chợ Tân Mỹ. Đâu đừng cho lên cao. Đồng bao bụng bụng có ăn được vậy. Vô. Để bạn đậu đi. Ừ, đậu đây. Ê.
tiếp tục. Ồ, chưa vậy làm á, chú Văn à. Chờ đi nè. Dạ. Mày làm chiếc xe gì nữa vậy? Lấm 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 lấm. Lấm không? Lấm không? Ủi rồi. Rồi. Ủi là nó ăn gạo à. Để coi trong đó chừng vô đó chú Văn. Rồi mình nguyên con cống nhum đó. Trời ơi, tới sớm thì coi con chà bá luôn. Đâu đâu đâu. Ôi. Ôi. Tới luôn trời. Ừ. Còn nãy luôn á. Kéo chốt lên. Chốt cái ký luôn anh ra. Quá trời luôn anh em ơi. Ôi ôi nó khè kìa. Đồng luôn. Tín hiệu chất lượng. Quá im. Vậy con ngoài kia con ở đây. Ôi ôi má lông vàng khè. Muốn bít cái lòng luôn mà. Quá im quá im. Bây giờ thả ra dí đi. Ừ. Vậy là cỡ cái con nãy ở ngoài kia đó. Là con cặp khủng rồi đó. Ừ, cặp khủng long. Ô, khủng long nữa, nhiều quá vô. Lại lại đây anh Kẹo ơi. Trời ơi, cả con này luôn nè. Ừ. Rồi, cái lòng đó lòng bự. Ê, sợi vậy, sợi. Thấy cuối cùng hả? Thôi, con chết con rồi. Con này hơi đời không nhầm á. Đâu sao không? Ồ. Đâu sao không? Này... Mướp à, mướp à. Không, nhỏ hơn con này. Cha, con này là khủng luôn á. Thằng khủng luôn. Ba con, không, con cũng tới vậy. Ừ. Hai con, khủng luôn. Dạ, trên đó chắc còn nữa đó. Chụp xuống, trộn, trộn ra. Mương đó là vô luôn á. Mười mấy con luôn, chọc con luôn. Nhậu chỉ cái thùng thùng kỳ. Nhậu ở khu đó không có chục cơm á. Khách rồi lỗi. Khách rồi mặt. Còn khách là ngon nha. Ừ. Anh chùa này là già nè, lâu năm nè. Quậy ở đây cho bự luôn ra. Ừ. Ui. Quá đã. Xuống dưới lụm mấy con, 4-5 con cỡ này nữa. Rồi im rồi. Đường ngon quá mà ta. Nó coi hỏi chuột cũng vàng hay cũng sợ. Đúng không? Để nó đi, mai mốt xuống. Nó lâu xuống. Nó còn ở đó nữa à. Tiếp tục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai cái răng cửa nó cũng nặng. Đây. À, anh em xem cảnh cảnh chùa con nhum chính hiệu. Khè ghê không anh em? Cái này bỏ con dúi vô nói với con dúi con nào thắng ta? Dúi. Dúi dữ hơn, nó cắn tre quen. Ai lụm lụm con cống nhum bự thôi chú Văn. Đây nè. Ôi một em. Lứa. Đó là lứa nó bảy lứa nó đây nè. Lứa. Lứa lứa. Nó bự không? Cái này còn bày cả này nhiều lắm nè. Hôm cũng một lứa nè. Đây con lứa á, trong bờ đó còn lứa nhiều lắm á. Ôi ôi mướt rượu, mướt rượu luôn. Hồi tối leo qua bảnh luôn hay gì tin? Trời ơi. Quá trời nó môi luôn nè. Ôi ôi. Một em cũng xù nữa anh em ơi. Quá đã quá đã. Đi vô chí mới dính xù luôn. Dính vàng. Nguyên bày á. Nguyên bày cũng qua ăn á. Trời quá. Quá xẻo quá xẻo. Thôi. Này mấy con đây? Bươi cái củ khoai mì bánh luôn. Không
Ở ngoài ngoài bờ khoai mì luôn mà. Ngay bờ khoai mì im quá mà. Bật sấy. Chỗ giấu nó bươi dữ ha. Ở đây nó nè, nó bươi cỏ nè. Bươi cỏ quá rồi. Một em cơm. Giờ dính chùa cơm nó tha rác vô nhìn là một đống luôn. Chùa gà rắn. Cái này nó ngon. Quá anh ơi. Mình đi vô ta. Đây gà được con cá luôn mà không có cái mồi lấy gà. Ờ, hôm nhổ khoai mì nè. Nó bươi bành củ khoai mì luôn. Tối mai em bà em qua ăn nữa. Dạ, mới xong con tủa rồi. Đây rớt hơn nữa. Quá dữ. Cầu cầu bằng lá dừa nước mà. Kết thúc chuyến thăm buổi sáng. Giờ về làm mồi nhậu chú Văn. Ta kéo rung mẹ rồi. Thành quả sau một đêm hôm mình với bây giờ khoảng cũng mười mấy con cống nhum bự với một mớ chuột cơm rồi. Chuột cơm gạo chuột này hả bị đốt trái lần. Giống quá ha. Ờ trái xù xù nè. Nổi quán lòng á. Em tưởng nãy nó tưởng thay lòng ấy chứ. Thôi, thôi mình mà bữa nay nó về chắc nó trái thiệt. Ừ. Trái vàng vàng ghế luôn. Đây, chúc phát. Có về không?